man gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, Bạn Muốn Hẹn Hò rất là nhiều cảm xúc, những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Ngày hôm nay để xem những cảm xúc đó như thế nào, mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Kính thưa anh Huyền Linh, mình đã từng có gia đình, có một cháu. Trai hay gái? Trai. Vợ và con mình bị mất trong một tai nạn giao thông. Em kết hôn năm 2014, em sanh con năm 2015. Năm 2016 thì em ly hôn. Con em năm nay học lớp 3. Lớp 3, trai hay gái? Con trai. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Mời nhà trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Hai, chào cô gái, mời cô gái ngồi. Rồi, bây giờ hai em đã có mặt sân khấu rồi. Chúng ta giới thiệu thông qua cái hàng rào tình yêu nha. Mời nhà trai. Xin kính chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Tôi tên là Trần Thanh Huy, năm nay 45 tuổi. Tôi là giảng viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang sinh sống và làm việc thành phố nhưng mà quê quán là ở Bạc Liêu. Tôi đã từng có gia đình. Anh ở với ai? Dạ anh ở một mình. Một mình. Đó là nhà riêng của mình hả anh Huy? Dạ, dạ nhà riêng. Anh ở quận mấy? Dạ anh ở Landmark 81 á. À rồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà gái nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quỳnh Linh và khán giả. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo, hiện tại là em 34 tuổi và công việc chính của em là đang là chủ spa. Em đang làm ở Bình Dương. Nhà gái là quê ở đâu cưng? Em ở Đồng Nai chị. Rồi mời em trai tiếp tục câu chuyện của mình, giới thiệu ưu điểm khuyết điểm mình cho Thảo nghe. Ưu điểm thì tôi tự nhận thấy mình là người đàn ông của gia đình. Tôi không có hút thuốc, không có rượu bia. Điểm thì tôi hay thức khuya dậy muộn. Lý do? Chắc thói quen làm công việc. Làm việc ban đêm. Còn gì nữa không anh? Quá sạch sẽ. Quá sạch sẽ. Dạ, căng rồi nghe. Sao nhà gái nghe cái chi tiết quá sạch sẽ vậy, nhà gái có thấy căng cho mình không? Thấy ổn không? Dạ. Sạch sẽ tốt chứ có gì đâu. Còn nhà gái thì ưu điểm khuyết điểm như thế nào nè? Dạ, ưu điểm của em là nó ăn ngon. Ngon, rồi. Theo thùa may vá, ok. Nói chung nữ công gia chánh là ok đó. Kiếm tiền giỏi. Kiếm tiền giỏi. Còn nhược điểm của em là em hơi bị mù đường á. Hơi mù đường à, không sao. Mình con gái mình được phép mù đường. Rồi. Đường tình duyên mình là nãy thầy nói thầy đã có gia đình rồi. Mấy người con? Kính thưa anh Nguyễn Linh, mình đã từng có gia đình. Dạ. Có một cháu. Trai hay gái? Trai. Vợ và con mình bị mất trong một tai nạn giao thông. Chia buồn với anh. Lâu chưa anh? Dạ, năm 2010. Ô trời. Rồi thầy ở không từ đó tới giờ luôn? Dạ, cũng có hai mối tình. Hai mối tình. Một mối tình thứ nhất là một cô gái này là tạm gọi là thương gia. Cô ta thỉnh thoảng cái hay giấu những cái ví dụ như chìa khóa hay là những cái gì đó không cho mình đi đâu. Rồi thuê người đập mình gãy giò để mình chỉ ở nhà thôi, không cho mình muốn đi đâu hết. Cái ghê vậy? Dạ. Thầy như là con chim được nhốt trong lòng son vậy đó hả thầy? Dạ, nhốt mà đập gãy giò nhốt chi? Đập có nghĩa là người ta không có muốn mình đi đâu hết trơn. Ồ, ghê quá. Dạ. Vậy thì rồi làm sao thầy mới thoát ra được mối tình đó? Thì cũng thay đổi địa điểm nhiều lần. Tức là thầy phải trốn luôn đó hả? Dạ. Rồi ly kỳ quá. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì mình may mắn mình quen được một người này trên cả tuyệt vời luôn. Trên cả tuyệt vời luôn. Mình đi đâu khoảng 5-10 phút gọi lần. Mà gọi thì kêu mình mở video rồi quay vòng vòng. Nói chung hai người đều ghen hết. Dạ. Cực quá ha.
Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Ai, tôi nghe câu chuyện bên đây thấy tự nhiên tôi cũng ấn tượng đó. Em gái. Dạ. Cuộc đời tình duyên của em sao nè? Dạ, em đã từng kết hôn. Em kết hôn năm 2014. Em sanh con năm 2015. Năm 2016 thì em ly hôn. Con em năm nay học lớp 3. Lớp 3, trai hay gái? Con trai. Trai ở với ai em? Hiện tại đang ở với ông bà nội với bố. À, vậy là em đang ở một mình. Dạ. Em ở đâu? Em ở Bình Dương. Rồi, mong muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào Thảo? Người đó phải chững chạc, trưởng thành một tí. Có sự hiểu biết một tí. Em cũng là một người rất là kiệm lời á. Em không thích cãi nhau. Cho nên là em tìm một người có trình độ một tí thì không phải tranh luận hay cãi nhau những cái vấn đề trong cuộc sống. Tôi thấy thầy có hết đó. Còn ngược lại thì thầy muốn như thế nào? Mỗi người mà mình đang tìm kiếm đó là trắng trẻo, siêng năng, biết nấu ăn, giàu lòng nhân ái, biết đặt tôi trong trái tim người đó ở vị trí số 1 trước những người đàn ông khác. Nghe không Thảo? Dạ có. Rồi vậy tốt rồi. Hôm nay thì Thảo đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với một chị bạn của em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả cũng như là anh bên nhà trai. Thì theo cái tiêu chí của anh đó, thì em nghĩ là Thảo nó cũng đáp ứng được khoảng 70-80% rồi. Quan trọng là hai người khi mà gặp nhau cho nhau cơ hội. Rồi lúc đó mới tìm hiểu xem là mình có hợp hay không. Rồi cảm ơn chị. Thầy đi với ai? Dạ, đi một mình. Thầy một mình hả? Thôi mình mở rào. Mời thầy. Dạ. Hôm nay đến với chương trình đó thì có hai đóa hoa, một đóa hoa tặng cho cô MC xinh đẹp. À trời, cảm ơn thầy. Dạ, anh gửi tặng em bó hoa. Dạ, em cảm ơn. Em có câu hỏi gì đặt ở nước anh không? Hiện tại đang làm công việc gì? Anh là giảng viên đại học. Anh đã từng lập gia đình rồi đúng không? Anh đã từng lập gia đình rồi. Mấy lần? Một lần. Dạ. Cho anh hỏi là lý do tại sao em không sống với con mà em để con sống với ông bà nội? Ngày xưa thì do là con em còn nhỏ, dưới 3 tuổi là ở với em. Trong cái thời gian đó thì hai mẹ con ở với nhau. Thì là bé hay bị về nhiễm trùng về đường tiêu hóa. Lúc đó thì em cũng rất là chật vật. Mà ông bà nội thì làm bên ngành y mà nghỉ hưu rồi. Nên là có cái điều kiện để mà chăm sóc sức khỏe của bé được tốt hơn. Sau đó thì ông bà mới đón cháu về. Rồi, điều gì em mong muốn khi đến với chương trình này? Mong muốn của em khi đến chương trình này là em tìm được một nửa chững chạc một tí, nhân hậu, nhẹ nhàng mọi thứ trong cuộc sống. Hiện tại em đang sống vì cái gì và cái mục đích cuối cùng của em là cái gì? Chủ yếu là em sống vì cái niềm đam mê công việc của em. Đến với chương trình này em có thật sự nghiêm túc và tiến tới hôn nhân thật sự hay là chỉ là tìm hiểu? Dạ, khi mà em đến chương trình em cần tìm một người, sau đó là cả hai cùng tìm hiểu. Chứ em không thể vội vàng. Ý là cho mình nhau một cái thời gian. Dạ, tại vì em cũng chưa hiểu rõ gì về đối phương và đối phương cũng chưa hiểu rõ gì về em á. Em còn câu hỏi gì thắc mắc hay là muốn hiểu gì anh không? Anh có ngại khi mà một người phụ nữ mà từng ly hôn không? Anh năm nay 45 tuổi. Dạ. Và anh cũng từng là tiến sĩ về tâm lý nên mấy vấn đề đó anh không ngại. Anh có ngại là cái vấn đề là về công việc của em không? Thật ra điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ đó là được làm cái việc mình đam mê. Dạ. Miễn công việc đó nó chính đáng, nó hợp pháp là được rồi. Dạ. Em ở một nơi, anh ở một nơi thì dạ, theo em như thế nào, cái quá trình tìm hiểu đó như thế nào? Em mong muốn như thế nào? Công việc của em thì là công việc tự do về giờ giấc. Vì là em là tự do về giờ giấc cho nên là em nhường cái phần đó cho anh. Ví dụ như trong tuần đó anh nghỉ được nghỉ ngày nào thì em lên anh. Chỉ cần anh báo với em, có thể là em lên anh hoặc là anh xuống em. Ok. Dạ. Cái đó thầy phải chủ động chứ. Dạ đúng không, rồi. Hay là người chủ động hết á? Đang thương lượng. Nhờ cho cô gái lựa chọn trước. Rồi thầy đứng lên nào, chúng ta lại gần chút xíu nào. Anh có thể ôm em được không? Chưa nắm tay nữa.
Chưa nắm tay nữa. Chưa nắm tay à? Tình này chưa nắm tay hả? Không, em hỏi anh nói là chưa nắm tay mà rồi ôm. Ôm nó mới cảm nhận được cái năng lượng yêu thương. Dạ. Như thế này nó lại cảm nhận nhiều hơn nữa, có nhiều chất xúc tác hơn nữa, nhiều cảm xúc hơn nữa để đưa ra quyết định chính xác. Rồi, hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Nãy giờ đó, thầy hỏi cũng rất nhiều, cô Thảo cũng trả lời rất nhiều và ngược lại. Bây giờ mình cảm nhận cái người đối diện mình như thế nào? Anh cảm thấy em là một người nhẹ nhàng, nắm bàn tay thì ấm áp, chắc vào là tình cảm. Nhưng mà về ngoại hình thì thấy sống hướng ngoại hơn. Không, hướng nội. Còn em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh hơi lãng tử, cũng già dặn. Anh 45 thì già là đương nhiên rồi. Anh Linh, em phải mất một thời thanh xuân để đến với chương trình này đó. Sao vậy thầy? Tại vì em đăng ký cách đây hơn một thập niên rồi. Cách đây hơn một thập niên rồi. Ồ. Trời ơi. Đúng rồi, có những người là vì đăng ký á, người ta chưa xếp được cái hồ sơ họp với nhau đó. Thành ra đây cũng là cái duyên đó. Mất cả một thanh xuân. Đấy. Trên đường chạy đến đây á, thì anh có làm thơ Lục Bát. Rồi, mời thầy. Chờ em cả nửa cuộc đời, đợi em anh mất một thời thanh xuân. Mong sao duyên nợ chúng mình, trọn đời hạnh phúc chung tình bên nhau. Xin gửi đến chương trình bài thơ. Rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn anh. Thầy thắng. Chúng ta về vị trí thôi. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Tình mệnh ngày hôm nay, duyên số ngày hôm nay do thầy và em gái quyết định. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Thầy có bấm không thầy? Thầy không bấm. Dạ xin lỗi thầy, tại vì không sao. Không, có nghĩa là như vậy là hai bên sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nãy giờ thầy với không sao, Thảo đã ngồi nói chuyện hết, đã thổi hết rồi, thầy còn có thông tin gì không biết nữa. Thầy làm thơ chờ đợi quá trời luôn. Ừ. Tại vì cái chương trình này nó có giới hạn, nên để tìm hiểu thì chắc có lẽ là xin phép em được hẹn hò với em để tìm hiểu nhiều hơn. Tại vì đây là một cái chương trình nghiêm túc, thì một khi đã quyết định thì nó phải chính xác. Thầy không bấm nút thì làm sao thầy có được cơ hội để tìm hiểu và hẹn hò? Thì xin phép em cho anh cơ hội để được tìm hiểu em. Khó đó. Thật ra là với cô gái cá tính như thế này thì khó đó. Người ta không muốn thì người ta sẽ tìm lý do, còn người ta muốn thì người ta sẽ tạo điều kiện. Tùy cô gái thôi. Thật ra thì câu chuyện nãy giờ thì chắc khán giả coi cũng hiểu hết rồi. Yeah. Không có sao, tại vì anh chưa chuẩn bị về tinh thần. Mình bấm nút hay không bấm nút gì á, thì bấm nút á là cho nhau cơ hội. Còn mình không bấm nút, như anh nói cũng đúng là mình chưa có chuẩn bị về tinh thần. Dạ đúng, như là trường hợp này, ấy anh này rất là kỹ tính. Rồi đây là những phần quà dành cho hai bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity. Trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Quà tặng đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet, là gói tập 1 tháng công nghệ EMS trị giá 7,5 triệu đồng. Tập luyện công nghệ EMS chỉ 25 phút một buổi và 2 buổi mỗi tuần, lấy lại vóc dáng như ý. 25 feet, hệ thống phòng tập công nghệ EMS đầu tiên và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Gửi tặng bạn một voucher điện tử trị giá 500.000, áp dụng mua sắm online tại emshop247.com. Từ emshop, nền tảng giải trí kết hợp mua sắm các sản phẩm chính hãng, uy tín, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe và nhà cửa. Emshop thêm hạnh phúc vào giỏ hàng. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau,
Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc hai bạn sẽ có thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Chúc hai bạn sẽ tìm được một nửa mảnh ghép, một nửa yêu thương của mình nha. Cảm ơn thầy nhiều. Và cảm ơn bạn nhiều. Mời thầy đây ạ. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi cũng chưa biết nữa. Có những điều nó xảy ra vô cùng bất ngờ. Nhưng mà thôi, cuộc sống là như vậy. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy đến với cặp đôi tiếp theo. Cam học hỏi. Cam học hỏi. Siêng năng, hiền lành. Còn khuyết điểm là cái hay lo xa. Nhiều lúc lo những chuyện mà xa xôi. Xa xôi là lo làm sao? Lo cũng như cuộc sống mình kế tiếp là nó sẽ ra như thế nào. Về ưu điểm thì em là một người khá là hòa đồng. Em yêu thích các hoạt động ngoài trời, ví dụ như là tắm biển, leo núi. Ngoài ra thì em cũng thích các việc tình nguyện. Thì hồi sinh viên em tham gia khá là nhiều. Còn về khuyết điểm của em thì em khá là hậu đậu và nấu ăn không được ngon lắm. Nấu ăn được lắm. Dạ, nấu ăn được. Được đúng không? Đó, rồi, ngon lành. Nấu ngon nữa hả? Rồi, ngon lành luôn. Thôi nha trai. Thôi đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi, chào cô gái, mời cô gái ngồi. Bây giờ thì bạn trai, bạn gái đã có mặt rồi ha. Chúng ta chỉ cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Mình giao lưu lớn lên cho hai bên cùng nghe để cảm nhận chút xíu. Mình mở cái hàng rào tình yêu ra yêu nhau luôn nha. Dạ, em tên là Võ Văn Lâm, sinh năm 94, hiện đang ở Bình Tân. Hiện tại em đang là thu mua giấy của các xí nghiệp. Thu mua giấy? Giấy gì? Giấy mới hay giấy cũ? Giấy cũ. Và mua giấy cũ về sản xuất lại đúng không? Dạ. Tái chế đúng không? Dạ. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Em tên là Huỳnh Ngọc Quý Duyên, em sinh năm 1993. Hiện tại công việc của em là chuyên viên pháp lý. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 7. Là gia đình em ở đây luôn hay là sao? Dạ, gia đình của em là ở thành phố Vũng Tàu. Rồi. Bữa nay gặp chuyên viên pháp lý đó. Có pháp lý gì hôn nhân gia đình không em gái? Dạ, nếu mà cần thì em có thể tìm hiểu quy định pháp luật về luật hôn nhân gia đình. À, được rồi đó. Thôi bây giờ Lâm nói đi, giới thiệu cho bạn gái bên kia biết là ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là ham học hỏi. Ham học hỏi. Với siêng năng, hiền lành. Còn khuyết điểm là cái hay lo xa. Nhiều lúc lo những chuyện mà xa xôi. Xa xôi là lo làm sao? Lo cũng như cuộc sống mình kế tiếp là nó sẽ ra như thế nào. À, lo không biết chín mấy tuổi tôi làm gì đúng không? Cuộc sống kế tiếp thôi. Kế tiếp phải lo đúng rồi, làm gì vừa xa. Như lo xa, lo có cái tính suy nghĩ. Lo xa là chừng nào nó trời biết chừng nào chín mấy tuổi tôi làm gì ra, không biết về già tôi sống sao đó mới xa. Còn bây giờ lo công việc là sắp tới là em làm cái gì, lấy vợ làm sao, sinh con làm sao, cái đó là không có xa, cái đó gần tới rồi đó. Cái đó gần tới rồi đó. Nha. Dạ. Mời nhà gái. Rồi, nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Dạ, về ưu điểm thì em là một người khá là hòa đồng. Em yêu thích các hoạt động ngoài trời, ví dụ như là tắm biển, leo núi. Ngoài ra thì em cũng thích các việc tình nguyện. Thì hồi sinh viên em tham gia khá là nhiều. Còn về khuyết điểm của em thì em khá là hậu đậu và nấu ăn không được ngon lắm. Yên tâm đi, để hỏi nhà trai bên kia có nấu ăn được không nè. Nấu ăn được không Lâm? Dạ, nấu ăn được. Được đúng không? Đó, rồi, rồi ngon lành. Ngon nữa hả? Rồi, ngon lành luôn. Bây giờ Lâm cho nhà gái biết là đường tình duyên mình sao. Duyên thì em trải qua cái ba mối tình. Mối tình đầu tiên là đi học. Mấy năm? Cả một năm. Một năm, mối tình thứ hai. Tình thứ hai là cách đây khoảng 3 năm. Em quen chứ cũng một năm. Một năm, rồi mối tình thứ ba. Mối ba gần đây nhất là 2 năm mà chia tay cách đây được một năm. Ba mối tình mối nào sâu đậm nhất? Mối tình em chia tay một năm là sâu đậm nhất. Người sao chia tay? Vì cái bạn nữ đó ghen quá với phần quản lý em quá. À, ghen đúng không? Dạ. Nhà gái có ghen không ta? Chắc không. Có quản lý không? Không luôn. Trời, nghĩ sao bên kia thành thật là được rồi đúng không? Ừ. Đó. Nhà gái của tôi không có ghen tu gì hết trơn á. Không ghen đỡ, không có kiểm soát đỡ hơn. Rồi, nhà gái cho nhà trai biết tình duyên của mình như thế nào nè. Em thì chỉ có hai cuộc tình và đặc điểm chung của hai cuộc tình là đều là quen xa. Ừ. Và bởi vì là khoảng cách địa lý cũng quá xa cho nên là mình chủ yếu liên lạc qua điện thoại thôi. Thì hai cuộc tình đó thì cũng không kéo dài lâu. Thì hiện tại là em cũng chưa tìm hiểu ai khoảng tầm 2 năm hơn đây rồi. Rồi,
Nói chung là hai cuộc tình của nhà gái đều là quen xa hết. Nhà trai nãy nói quê ở đâu quên rồi. Quê em ở Cần Thơ chị Ngọc Lan. Đó, giờ Cần Thơ là Cần Thơ Vũng Tàu đúng không? Nhưng mà em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Được không? Mà. Nhưng mà bạn đó ở Cần Thơ luôn hả? Bạn này làm đâu? Em đang hiện làm ở thành phố Hồ Chí Minh Bình Tân. À rồi, không sao. Không lo lắng chàng. Lâu mới về quê một lần mà. Đẹp trai ngon lành đẹp không? Đẹp trai nha. Trời. Ngon lành nha. Cảm ơn chị. Để tôi hỏi nhà gái coi là bây giờ là nhà gái mong muốn có người bạn trai như thế nào. Chị Lan nghía nghía bên đây, chị Lan thấy ngon rồi đó. Em thích mẫu bạn trai cao ráo khỏe mạnh, cũng yêu thích các hoạt động ngoại trời như em. Rồi có luôn. Đúng sách luôn á. Đúng sách luôn á. Nếu mà bạn đó mà biết nấu ăn nữa thì một điểm cộng, mà nếu mà thích thể thao nữa thì càng tốt. Lẽ giờ mở rào cho gặp nhau liền chứ trời. Em thích một bạn trai á là có tính tự giác cao, có tinh thần cầu tiến và siêng năng thì càng tốt. Trời. Coi như đặc để luôn đó em. Nhà bên đây là chị Lan thấy là tự lập tự giác là có đó nha. Em có điểm gì không thích ở con trai không? Em không thích một người bạn nam dễ giận và giận dai. Hay giận lẫy á đúng không? Dạ. Dễ giận mà giận dai nữa có không Lâm? Dạ không, tính em không có giận ai dai hết. Không giận ai dai hết. Dạ. Mà dễ giận không? Không. Không luôn. Nói chung em thuộc tiếp người dễ tính. Dễ tính. Là cái đó là em tự nhận xét hay người khác không, nhận xét? Không, những người bạn của em hoặc những người anh chị trong gia đình cũng nhận xét như vậy. Ừ, chứ thường không ai mà tự thấy mình là người hay giận dai, lúc nào nó mình mới giận. Dễ thương mà, nhà trai tôi dễ thương làm gì giận ai đâu. Nãy giờ thấy nhà gái đưa ra những cái mong muốn như vậy, em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc 80%. Hơn á chị, là chị thấy em hơn. Mình khiêm tốn chút đi anh chị. Không có khiêm, cái này không khiêm tốn, mình nói thẳng luôn. Đáp ngon ứng hết nha. Luôn á. Ừ, tướng tá mặt mày ngon rồi. Lành. Để anh Quang coi nhà gái sao nha. Rồi bây giờ em nói luôn mong muốn em có bạn gái như thế nào để ông mai ông qua ông nghía nhà gái luôn kìa. Sao? Muốn bạn gái có tính tình vui vẻ, hiền, biết yêu thương em và gia đình. Mình vui ta vui à. Mình thương ta thương mình à. Nhiều đó được rồi. Vậy thôi đó hả? Dạ. Cao ráo mập mạp gì không? Cao trên 1m55 được rồi. Vừa người. Rồi người. Đó là dư luôn á. Thích người gái dần hàng vô cớ. Vô cớ đúng không? Mắc mớ tự nhiên giận đúng không? Giận cá chém thớt á. Dạ. Là ông ghét nhất đúng không? Dạ. Rồi gì nữa? Thôi nhiều đó. Vậy thôi đúng nhiều không? Nhiều đó thôi hả? Trời ơi quá đơn giản. Sao? Dạ xin mời ạ. À. Làm gì giận? Tôi có làm gì đâu mà giận. Xin mời ạ. À. Cá chém thớt. Trời. Được được. Khoái liền. Trời ơi nhà gái nhìn có duyên ghê. Má ửng hồng rồi ha. À, tóc xõa ngang vai rồi ha. Trời ơi thiệt, con gái này mà người ta đi coi mắt là người ta chịu liền luôn á. Giờ lấy chồng được chưa? Dạ được chứ. Lấy liền không? Dạ cháu thể. Có thể hả? Nếu mà được là cuối năm nay mình mần luôn không? Cuối năm nay mình mần luôn không? Dạ cái đó là tùy vào đối phương. À tùy đối phương đúng không? Bây giờ nè, lấy chồng về á là mình không có theo dõi, không có giám sát, không có ghen tuông, đúng không? Dạ đúng. Đúng không? Dạ đúng. Phụ nữ dễ thương, dày mới dễ thương nè. Chứ ai đâu giám sát, ghen tuông rồi theo dõi tùm lum la trơn á. Được rồi, tôi thấy nhà trai tôi chịu đó. Tôi thấy nhà trai tôi cũng ưng. Ừ. Đó, bây giờ là mình hỏi người thân của họ đi. Cặp đôi tôi thấy hợp với nhà trai tài gái sắc á. Nhà trai bữa nay đi với ai cưng? Đi có một người chị. Rồi đi với chị. Dạ chào chị. Em xin chào MC Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan. Chào bạn gái, chào tất cả khán giả trường quay. Nói chung á, Lâm nó cũng tính tình của nó cũng hiền lành, dễ hòa đồng. Đó, giờ nó cũng chỉ là mong muốn kiếm một người bạn gái thích hợp. Rồi nếu mà được á, thì có thể là ra năm á là kết hôn luôn. Kiểu như nói bây giờ là muốn là chỉ yên bề gia thất thôi. Gấp lắm rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Ra duyên anh cưới em đó đó. Dạ đó em cũng muốn thôi. Bạn nữ bên đây á thì chị thấy cũng ok đó. Nếu mà qua cái chương trình này á, nếu mà hai đứa cảm thấy hợp á, có duyên á, thì là mình tiến tới xa hơn. Cảm ơn chị, Linh thấy hợp á. Dạ. Người dài. Dạ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình ạ, không có lo. Chị Lan lo. Rồi, thôi, vậy thì mở rào. Rồi mời Lâm. Đầu tiên gặp có một bó hoa được tặng. Xin tặng bạn con gấu, hy vọng bạn có thể là gấu thật của mình. Cái con gì thì ghét vậy ta? Con giống tuổi em quá. Con gì? Gấu.
Giống con sư tử nữa. Phải. Con sư tử. Con gì? Sư tử. Là hiểu rồi ha. Ý đó. Ý ngầm đó. Thôi vậy cho anh được hỏi em trước nha. Thì mở gào ra thấy anh như thế nào? Ấn tượng của em và anh là một người cao ráo và khỏe mạnh, đúng gu em thích. Đúng gu em thích. Và cho hỏi luôn là anh có thích thể thao không? Môn thể thao thích là tập gym với bóng đá. Anh có hút thuốc không? Không. Không hút thuốc. Nếu mình nhậu thì như thế nào? Nhậu thì một tuần chắc một hai lần. Một hai lần. Hồi rảnh rỗi nó có đi cô gái không? Cái này thì để bạn nam tự trả lời luôn ạ. Không, có, nói cho tao biết đi. Có Quyền Linh rồi. Nói chung em nhờ em lên đây thì cô đơn lâu quá, nhờ chương trình này ghép đôi cho em một bạn nữ. Nhưng mà hôm nay gặp bạn nữ thì em ấn tượng lần đầu, quá dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Giờ mình nói chút xíu đi nè. Mình chứng minh bạn nữ biết là nếu mà ra duyên mà về với anh á thì anh sẽ chuẩn bị những gì rồi cho hôn nhân gia đình. Chung lúc đó giờ em đi làm thì cũng có dư một khoản, thì cái tiền đó là đủ đám cưới và lo cho bạn nữ. Nhưng phần em bắt đầu một công việc mới thì nó chưa ổn định mấy, thì anh nghĩ sau vài năm nữa sẽ ổn định nhiều hơn. Bây giờ lấy nhau về ở đâu nói cho bạn nữ biết luôn. Lấy nhau về chắc hiện tại chắc ở Sài Gòn. Hướng phát triển tương lai, phát triển kinh tế thế nào nói cho bạn gái biết luôn đi. Tương lai em định phát triển là trước mắt thì mình phát triển ở Sài Gòn trước, tại vì gia đình em có mình anh em thôi. Nếu mà sau này ba mẹ có kêu về quê thì xuôi về quê phát triển về Cần Thơ. Nếu mà anh quen với một cô gái làm bên ngành luật, tính tình khá là cá tính và quyết đoán, anh có ngại không? Bởi vì tính em rất là quyết đoán. Nhờ vào đó anh sẽ chững chạc hơn, có suy nghĩ cứng hơn bây giờ. Tại vì một cô gái lực có thể là hỗ trợ cho nhiều thứ suy nghĩ. Tại vì đôi lúc mình cũng lớn, cũng có tuổi rồi. Nó có tuổi đụng chạm nhiều người nha. Tôi không thích nói chuyện có tuổi hay không có tuổi đây. Hôm nay cũng lớn, cũng 29 tuổi. Mới có chút xíu 94 mà nó có tuổi rồi. Không thấy em già nữa. Rất trẻ chứ. Còn rất là trẻ. Thấy chưa? Bên đó trẻ, bên đây trẻ không? Em là một người rất là lạc quan cho nên thấy rất là trẻ. Nhưng em làm lực thì tính tình của em có khó. Có khó. Trong công việc thì khá là kỹ tính một chút, còn ở bên ngoài thì rất là dễ tính. Được mọi người nhận xét rất là dễ tính. Bỏ cái bông dưới mà tôi cái đây, xích xích đây. Chị cầm bông cho. Cho nó gần lại chút xíu. Đó. Rồi, nói cho nó gần hơn. Bây giờ mình nói sâu chút xíu, nói xa chút xíu nè. Tính mình tính xa mà. Nói chung bây giờ công việc nó cũng bắt đầu. Giờ nói chung sau này cũng định có nhà ở đây. Nhưng mà thời buổi này là chưa. Dù sau này mình có thằng sau này cần em về quản lý tiền với quản lý sổ sách đồ. Nếu mà công việc của em bận rộn quá, anh có thể sẵn lòng nấu ăn cho được không? Được, nấu được, nấu cho người yêu thì nấu được. Nấu cho người yêu thì nấu được. Nấu rất là nhiều ngày trong tuần. Được. Nếu mà anh có thời gian thì sẽ vào bếp nấu. Nấu để em đi làm gì mà anh chỉ tắm rửa và em ăn thôi. Trời ơi, nghe rất là hạnh phúc. Sướng dữ trời. Nói chung ở đây cũng hát một đoạn của ca khúc Ánh Nắng Của Anh của Đức Phúc. Mời anh trình bày. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Bây giờ cứ lên gung quá. Gung gì gung. Bây giờ nhìn thẳng vô đôi mắt, nhìn sâu vô nó luôn. Thấy mắt của anh sao? Mắt đẹp. Thấy cái mũi sao? Mũi cũng đẹp. Nói chung là tất cả đều đẹp. Đều đẹp đúng không? Rung động không? Rung. Quá rung rồi. Quá rung đúng không? Thấy nó rung thiệt không? Nói chung ở nhà cũng chuẩn bị nhiều lắm mà giờ lên đây qua gặp bạn nữ đã quên hết. Đấy, em nói gì suy nghĩ với chàng trai này đi. Em muốn hỏi anh một câu là anh đã có bạn đi chơi chung chưa? Nếu chưa có thì hãy đi cùng với em. Rụng tim quá bình thường. Em muốn đi đâu thì anh đều chở đi hết. Được rồi. Quan trọng người ngồi sau xe anh đó là em. Ngồi sau xe anh đó là em. Được rồi, thôi. Mời hai bạn về chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ quyết định từ trái tim của mình. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Có thời gian. Chạy bên kia.
chưa giữa trơn á, chưa kịp gì hết. Chúc mừng. Như vậy là chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau như nào? Đó, rất là hợp lý nha. Một nụ hôn đầu tiên. Nói chung lâu quá. Nói chung lâu quá cái gì? Cách hôn. Rồi, cái này để bạn nam tự nhiên đi anh. Xin phép cho anh hôn em cái nha. Tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy gì hết. Tôi khoái nhìn mấy cái này lắm. Không ai thấy gì luôn. Được không? Thấy sao? Cảm giác yêu bắt đầu nó trở lại. Cảm giác yêu bắt đầu nó trở lại. Cái câu này hay là cảm giác yêu bắt đầu trở lại. Và con tim đã vui trở lại. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. À, đây là những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Quà tặng đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet là gói tập 1 tháng công nghệ EMS trị giá 7,5 triệu đồng. Tập luyện công nghệ EMS chỉ 25 phút một buổi và 2 buổi mỗi tuần lấy lại vóc dáng như ý. 25 feet, hệ thống phòng tập công nghệ EMS đầu tiên và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Gửi tặng bạn một voucher điện tử trị giá 500 ngàn áp dụng mua sắm online tại emshop247.com. Từ emshop, nền tảng giải trí kết hợp mua sắm các sản phẩm chính hãng, uy tín, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe và nhà cửa. Emshop thêm hạnh phúc vào giỏ hàng. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và đây là hình tượng của người phụ nữ đang đứng kế bên em. Bây giờ còn dễ thương lắm, nhưng lúc mà có con có cái rồi đó, đôi khi nó cũng xù lông vậy nè. Nhớ cẩn thận nha. Chương trình rồi thôi. Chúc hai em hạnh phúc. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.